Phục Winner và Sonic hạ bao nhiêu phân là vừa đẹp anh em ơi? Thì đây là một cây phục mẫu đầu tiên gửi về cho mình tại Việt Nam và đang là size 210mm. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng phải có sự góp ý của những anh em nào mà chơi chuyên về Sonic Trend trên đây, thích cái size nào nhất, ví dụ như hạ bao nhiêu phân thì mình sẽ tính ra từ phục trên xuống. Ví dụ như này 210mm nè, bể dầu thì lớn lắm anh em, với ắc khâu ti vàng gon luôn, ắc khâu chân rất là đẹp nha, phục nhìn đã lắm anh em ơi. Và là bình dầu hai nấm, dây dầu xay ba khớp luôn nha anh em ơi, ba khớp nha, dây dầu xay ba khớp nha, dây dầu bóng đẹp ti, bể dầu vàng gon, bể dầu lớn lắm anh em. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là mâm, mâm Ford Racing thì rất là hot rồi, còn size chia là bản 85.6 nha. Còn anh em Sonic có cần mình làm mâm không ta? Tại vì sao mình thấy là anh em Sonic hỏi cũng quá là nhiều. Nhưng mà quyết định đầu năm của mình là sẽ order mâm 5 cây cho anh em Winner, Winner trước nha. Còn Sonic thật sự ra anh em đông không dạ? Nói thiệt á, mình thấy sao chia là đông là cái chắc rồi đó. Nhưng mà Sonic sao mập? Sonic được không em? Mà Sonic giờ 5 cây hay là 3 cây hay là bản size bao nhiêu là vừa? Sonic cho anh nghĩ 1.4.6 đẹp ha? Hay là 1.2.4? 1.4.6 hả? Ok thôi anh em, mà 5 cây bóng luôn ha, hay là 5 cây nhám, hay là 3 cây, hay là 8 cây. Mình thấy anh em Sonic hỏi quá trời luôn, nhưng mà mình thật sự là rất là ngại đặt Sonic, tại vì sợ lượng dung lượng data khách ít. Nên đâu mình nói thiệt. Thì anh em Sonic nhiều không? Comment cho tôi biết. Còn Winner, Winner là phục hạ bao nhiêu phân tôi sản xuất. Nha, đây là cây phục mẫu xưởng đã gửi về cho tôi đầu năm nay. Cũng rất là tươi nha. Ê, mày đừng có để mâm rớt xuống nha, kỳ lắm mấy nhân. Mâm nặng không? Nặng. Nhiều ký? Hơn 6 ký hả? Ad còn cặp nào không? Hết luôn hả? Hết luôn. Rồi sao bán? Quảng cáo quá trời sao bán? Qua Tết bán hả? Về kịp đâu bán. À mà gấp về nha anh em ơi, gấp Winner Sonic. Về nha, Winner X về về rồi nha. Là đang ở hiện hữu ở Việt Nam nhưng mà qua năm mới tung ra thị trường và mình xin giữ hết cái bí mật. À, và anh em ad cộng 5 cộng 7 về được khoảng chừng 40 cây. Nha, anh em tranh thủ nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào cần mã nào nữa, phục mâm gấp của Ford Racing nữa thì cứ việc comment để dưới clip, mình sẽ sản xuất tiếp vào năm sau cho anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye ơi. Bye bye hai tay ơi. Rồi ok, này là idol Dê Vô Đao. Á. Phải Dê Đao không? Nó hả? Ok.